Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đảng bộc lộ bản chất ngoại giao trục lợi. Ngày 1 tháng 4, blog Trần Đông A trên quay tiếng Việt bình luận Nền ngoại giao trục lợi của Hà Nội liệu sẽ hiệu quả không? Tác giả đánh giá bản chất trục lợi của ngoại giao Việt Nam chưa bao giờ lộ diện như cuối tháng 3 này. Chuyến thăm Trung Quốc ngày 22 tháng 3 của Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hoài Trung, chuyến thăm Hoa Kỳ ngày 25 tháng 3 của ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn và lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Tổng thống Putin qua cuộc điện đàm ngày 26 tháng 3 đã nói lên tất cả. Và đây là bài bình luận trên blog Trần Đông A VOA. Tác giả cho rằng sự thờ ơ của Bắc Kinh thể hiện qua thông cáo hết sức tiết kiệm lời của Đảng Cộng sản Trung Quốc không hề nhắc gì đến việc mất chức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cho thấy Bắc Kinh không rời mắt trước mọi đấu đá cung đình cũng như các lắc léo về ngoại giao của Hà Nội. Cho nên, bên cạnh nhiệm vụ bẩm báo nội bộ của Lê Hoài Trung với Thái Kỳ, người xếp thứ năm trong hệ thống chính trị tại Trung Quốc, hẳn phải có thêm các sứ mệnh khác. Theo tác giả, không phải ngẫu nhiên, khi có tin tổng trọng lâm trọng bệnh, thì Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên, nhân vật số 2 của Bộ Công an Trung Quốc, đã nhanh chóng có mặt tại Hà Nội. Có lẽ, trừ tướng Tô Lâm và những người Trung Quốc, lúc bấy giờ mấy ai biết rằng, chỉ sau một thời gian ngắn nữa, Chủ tịch Thưởng sẽ bị cưa ghế. Vẫn theo tác giả, hai tháng kể từ khi nhân vật số 2 của công an Trung Quốc xuất hiện ở Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Kinh đã không còn úp mở, thẳng thần cảnh cáo Hà Nội. Việc tham gia các khối có mục đích đối đầu và bè phái là không phù hợp, ngay sau khi Việt Nam và Úc vừa thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Và đây là hình trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu và trưởng ban đối ngoại Trung ương Việt Nam Lê Hoài Trung. Vì vậy, tác giả nhận định sứ mệnh bẩm báo của Lê Hoài Trung không chỉ liên quan đến các khúc mắc trong giới đầu sở ở Ba Đình, mà còn phải tường trình cụ thể về vụ Hà Nội đã có tới 7 quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong khi đó, tác giả cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ tại Viện Blocking, Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn đã cố gắng trấn an phía Hoa Kỳ rằng việc Chủ tịch nước từ chức ở Hà Nội không ảnh hưởng gì đến chính sách đối ngoại cũng như chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam ngoại trưởng sơn còn thúc giục washington hãy sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho hà nội thế nhưng báo chí trong nước lại lờ đi sự quan tâm từ phía các học giả mỹ tác giả nhận xét cách trả lời kiểu thừa thắng xông lên của ngoại trưởng việt nam đã vấp phải sự phản kháng tức thì của truyền thông mỹ một nhà báo mỹ đã đánh giá rằng việt nam đang trên bờ vực mất đi sức hút từ chiến lược trung quốc cộng một đây là một chiến lược kinh doanh do các tập đoàn đa quốc gia áp dụng để tránh chỉ đầu tư vào trung quốc và kêu gọi phải đa dạng hóa hoạt động kinh doanh sản xuất sang các quốc gia khác. Và đây là hình Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken và Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Tác giả cho hay các vị khách mời hôm ấy thấm thía rằng vì chính phủ Việt Nam cam kết với Liên Hiệp Quốc sẽ cải thiện hồ sơ dân chủ, nhân quyền và một số lĩnh vực khác với hạn thực hiện vào năm 2099, cho thấy thái độ ngạo mạn của đảng Cộng sản Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế như thế nào. Tác giả bình luận Hãy kiên nhẫn chờ đến tháng 7 năm 2024, thời hạn quyết định có gỡ bỏ nhãn kinh tế phi thị trường của Việt Nam, chúng ta sẽ thấy kết quả từ sự lựa chọn của các chiến lược gia Hoa Kỳ. Lĩnh vực nào sẽ được ưu tiên cho giai đoạn trước mắt? Coi hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trọng tâm hay chú ý đến các thang giá trị trong bàn giao? Cũng có thể, vì vị thế địa chính trị của Việt Nam trên bàn cờ lớn nhằm bao vây Trung Quốc mà Hoa Kỳ và đồng minh thỏa hiệp với Việt Nam đằng sau việc công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường sẽ là một quyết sách chính trị giữ cho Việt Nam không trở thành đồng minh của Trung Quốc. Tác giả kết luận, Đảng Cộng sản Việt Nam đừng nghĩ rằng cách thuyết khách như Ngoại trưởng Việt Nam vừa qua có thể khiến Hoa Kỳ mắc lỡm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đảng bộc lộ bản chất ngoại giao trục lợi. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.d chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bắc Kinh đã thành công trong chiến lược chia rẽ Asian. Ngày 31 tháng 3, afi Tiếng Việt đăng bài bình luận của tác giả Hà Lệ Chi với tựa đề Vì sao Asian im lặng trước căng thẳng ở Biển Đông. Tác giả cho hay căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm mà còn có nguy cơ diễn biến khốc liệt hơn. Ngày 25 tháng 3, Philippines đã triệu tập đại diện Trung Quốc để phản đối các hành động gây hấn trên Biển Đông khi tàu hải cảnh Trung Quốc dùng vòi rồng phun vào một tàu dân sự Philippines vào ngày 23 tháng 3, khiến ba thuyền viên Philippines bị thương và gây ra thiệt hại đáng kể cho tàu. Tác giả cũng cho biết, tính đến ngày 26 tháng 3, đã có 21 quốc gia, trong đó có Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ lên tiếng bày tỏ quan ngại trước những hành động nguy hiểm nhằm vào tàu Philippines của lực lượng hải cảnh Trung Quốc. Nhóm nước này đề cập đến công ước Liên hiệp quốc về luật biển và kêu gọi duy trì các quy tắc khi quản lý tranh chấp ở biển Đông. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. Thế nhưng ASEAN tổ chức quan trọng của khu vực Đông Nam Á lại im lặng trong suốt thời gian dài xảy ra căng thẳng giữa đôi bên. Tác giả nhận định Bắc Kinh đã sử dụng chiến lược ba cuộc chiến: dư luận, chiến tranh tâm lý và pháp lý và lợi ích kinh tế để khiến các nước Đông Nam Á bị chia rẽ trong tranh chấp biển Đông. Sự sa sút về dân chủ và gắn kết nội bộ yếu kém vốn là đặc điểm của các nước Đông Nam Á, càng làm tăng thêm khả năng chi phối của các cường quốc bên ngoài. Chiến lược chia cắt của Trung Quốc đã thành công trong việc làm tê liệt ASEAN bằng cách lạm dụng quy trình cơ chế thể chế của tổ chức này. Vẫn theo tác giả, thống đốc Philippines Ferdinand muốn chống lại sự quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông bằng cách phát triển hợp tác hàng hải với Việt Nam, xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản, Úc và Mỹ, đồng thời thúc đẩy một cuộc đàm phán thành công về bộ quy tắc ứng xử trong ASEAN. Tuy nhiên, tác giả nhận xét các quốc gia có yêu sách trong khu vực không có chung cách tiếp cận để chống lại Trung Quốc. Manila đã trở nên chủ động hơn, công khai các hành động khiêu khích của Trung Quốc và củng cố mối quan hệ với các nước có cùng quan điểm, đặc biệt là Mỹ và các đồng minh. Và đây là hình tàu hải cảnh và tàu dân quân biển của Trung Quốc uy hiếp tàu Philippines. Trong khi đó, tác giả đánh giá, Việt Nam lại tỏ ra thận trọng khi đối phó với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Việt Nam thích cách giải quyết riêng rẽ trước các hành động khiêu khích của Bắc Kinh, cô lập các vấn đề hàng hải khỏi các mối quan hệ song phương rộng lớn hơn với Trung Quốc. Việt Nam nhất quán đảm bảo với Trung Quốc rằng sẽ không liên minh chống lại bất kỳ nước nào trừ khi Bắc Kinh đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Sự đảm bảo này cho phép Trung Quốc tách tranh chấp biển Đông với Việt Nam khỏi sự cạnh tranh rộng lớn hơn giữa Mỹ và Trung Quốc. Tác giả dẫn phân tích của ông Harris cho rằng, việc Đảng Cộng sản Việt Nam thắt chặt mối quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc là nhằm mục đích củng cố quyền lực chính trị trong nước. Việt Nam khó có thể áp dụng bất kỳ cách tiếp cận cân bằng, đáng kể nào chống lại Trung Quốc, vì cách tiếp cận như vậy có thể gây nguy hiểm cho vị thế chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong nước. Tác giả cho rằng Chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc tồn tại ở Việt Nam, nhưng Đảng đã thành công trong việc quản lý hoặc dập tắt các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, biểu thị mối quan hệ không thể xóa nhòa giữa hai đảng cộng sản. Tác giả nêu nghi vấn, liệu đây có phải là một lý do quan trọng khiến Việt Nam không có động lực trong việc lên án Trung Quốc? Có thể ASEAN sẽ đánh mất vai trò và vị trí của mình khi luôn im lặng trước các hành động sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bắc Kinh đã thành công trong chiến lược chia rẽ ASEAN. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.